Chào mừng quý thính giả đến với kênh Nghe Chuyện Hay. Quỳnh Giao rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ đọc truyện trên kênh Nghe Chuyện Hay. Hôm nay, Quỳnh Giao mời quý thính giả cùng nghe một chuyện ngắn hay của nhà văn Nguyễn Luân. Chuyện ngắn Hoa Trên Núi Đá. Quý thính giả hãy chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện ngắn nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe. Mưa, ngày nào cũng mưa, dù đã cuối mùa. Mưa như thói quen lấy nước trên trời mà đổ ầm ầm xuống đất của thời tiết. Có gì sướng khoái đâu, chỉ làm khổ người nơi đây, làm khổ cả Tó. Tó ngồi dậy sau giấc ngủ trưa mê mệt, nghĩ cũng thấy lạ. Giờ Tó mới phát hiện ra, ngủ cũng mệt lắm chứ, chẳng chơi đâu. Mấy cơn gió đĩ thổi như ve vãn người. Dưới gầm sàn, Mần đang băm dao lợn. Tiếng dao đều đều, nghe nặng trịch lại buồn buồn. Tó ngồi nhìn Mần qua kẽ ván, nhìn từ đầu xuống gáy, xuống lưng, xuống mông, lại nhìn ngược lên trên vài lần. Kỹ lắm rồi mà chẳng có chỗ nào đáng để ánh mắt của Tó dừng lại nhìn lâu hơn. Vậy mà ngày xưa Tó phải hát xin ly cả tháng, phải đi đánh xin ly mấy mùa, Mần mới thèm để ý. Rồi mất toi hai con lợn gần hai tạ, răng nanh chúng dài hơn mũi mới lấy được Mần về. Giờ Tó thấy Mần cũ quá, chậm quá. Cái gì cũ, người ta thường nghĩ tới cái mới, và còn có ý nghĩ thay cái mới vào cái cũ nữa. Tó tựa vào cửa nhìn ra cánh đồng, lim dim mắt nhớ tới Khèn. Nhớ thôi đã thấy thích. Sao ngày trước Khèn không hát hay, không đẹp bằng Mần, không có cái ánh mắt nhìn Tó, làm Tó say bê bết, như hút phải điếu thuốc lào nặng dưới chợ phiên, như uống cả bát rượu cần tầm gửi nghiến, đặc sánh chứ. Nhưng say như thế, có mà Tó say cả ngày, cả đêm, cả đời được. Núi trong bản đã vàng ruộm, nhưng người ta chưa kịp gặt. Cứ để đấy, đi đốt mấy mảnh nương gần chân núi, để kịp tỉa ngô đông. Mất mẹ ngô này, Tết lấy rượu đâu say đến tận ngày rằm tháng giêng. Cứ phải lo lấy chai rượu Tết trước đã, người trong bản bảo nhau thế. Tối, trời chuyển lạnh, cái rét hơi hầy vào mặt người. Tó khoác thêm cái áo định bước ra thang xuống bãi. Mần nói với theo. Lại đi à? Có gì không? Sao tối nào cũng đi, ở nhà ai chặt chân đâu? Thích thì đi thôi. Tó xốc lại cái áo đi thẳng, cái bước chân trùng trùng xuống cầu thang xa dần. Vài con chó sủa ma vu vơ. Mần ngồi nhìn như sắp rơi cả hột mắt vào bếp lửa, tay vẫn cầm cây đạm, quấy nổi cám lợn đều đều. Lửa cháy được, những cánh lưỡi lửa nếm vào xăm củi nghiến ngọt xớt. Mần nhìn mà ngỡ nó đang liếm vào lòng mình, bỏng rát. Lâu lắm Tó không ở nhà buổi đêm, Tó đi chơi như hồi còn chưa lấy vợ. Cũng lâu lắm, hai vợ chồng chỉ nói với nhau mấy câu ngắn ngủi, khô như đá núi. Càng nghĩ, tay Mần càng quấy nhanh. Bếp không khói, mà nước mắt Mần cứ ứa ra. Từng giọt chưa kịp chảy xuống thì lửa đã hong khô. Đến nước mắt cũng còn bị chết khi mới ra khỏi khóe mắt. Người thì chết lúc nào chả được. Tiếng con bé Diễm khóc oe oe. Nó hơn một tuổi, nhưng tiếng khóc nó mãi không lớn. Mần rút củi dụi vào cho tắt, rồi vào nằm với con bé. Nó tìm sữa mẹ, Mần vạch bầu ngực trễ mướp, rồi nắn nhẹ cho sữa trào ra. Những công việc này nhắm mắt Mần cũng làm được, đâu cần ai dạy, cũng như Tó thôi. Đi chơi với ai thì đi ngay được, cũng đâu cần ai dạy. Chắc giờ này Tó lại say sưa dưới nhà Khèn. Tó mê Khèn từ lâu, Mần biết rõ.
Nửa đêm tó mới về, vẫn cái bước chân nhẹ như con mèo hoang. Trong cái buồng che bằng tấm vải cũ mềm toàn bụi, Mần mang theo mua từ ngày con gái. Tó thò đầu vào nhìn hai mẹ con một lúc lâu, rồi mới vén chăn lên chui vào nằm cùng. Nhìn tấm lưng Mần quay ra phía ngoài, Tó thấy hụt hẫng, lạnh và cô đơn. Con người ta sợ nhất là khi quay lưng lại với nhau. Đã lâu lắm, khi vợ chồng Tó ngủ với nhau, Mần lại quay mặt vào trong. Không biết Mần thức hay đã ngủ, nhưng chắc chắn cái bức vách phía trong còn đẹp đẽ hơn Tó, thì Mần mới quay vào đó nhìn mãi như thế. Tó nhớ ngày mới lấy Mần về. Tối ngủ, Mần quay mặt ra phía Tó. Mắt Mần long lanh, hai má phừng phừng. Rồi lâu dần, Mần nằm ngửa nhìn lên mái nhà. Và bây giờ, Mần quay mặt sang bên kia. Đúng tròn một vòng rồi đấy. Tó nhớ không nhầm đâu. Sáng nay Tó đi chợ phiên, Tó dậy sớm lắm. Tó mang hai bao thóc còn phủ bạt trong hòm cáng dưới gầm sàn đi bán. Tó có định bán thóc đâu, nhưng chẳng phải tối qua Khèn có ý rồi đấy sao? Mắt Khèn bảo thế, miệng Khèn cũng bảo thế còn gì. Tó nhớ như in trong đầu. Dạo này em hay đau bụng lắm, phải sang tận bản Bòng Bụp mua thuốc, mà em lại chẳng có tiền. Nói rồi Khèn lại cố nghiêng người đưa tay xoa xoa, kéo cái áo bàn lỗ, làm hở một mảng da bụng trắng ngần. Nhìn cặp mông tròn như cái lỗ cối giã gạo sau lớp quần bò của Khèn cứ uốn éo về phía Tó. Mắt Khèn nheo nheo, nhấp nháy, làm người Tó cứng đơ. Hai tay cứ khua khoáng lung tung như muốn sờ vào màng da bụng Khèn để bóp chết cái đau cho Khèn mà lại không dám. Chỉ tội mấy cái chén ở gần bị tay Tó khua làm vỡ tan tành. Giờ nghĩ lại, Tó như thấy người mình vẫn còn đang nóng. Hai tay nhấc bổng cả bao thóc lên vai. Chắc nó cũng nặng như Khèn mà thôi. Từ ngày Khèn về mở cái quán bán hàng ở đầu bản, lũ đàn ông trong bản như bén bà bùa, đêm ngày quẩn quanh đó. Hút điếu thuốc lào, uống chén chè, cũng kiếm cớ ra chỉ mong được nhìn Khèn, ngắm Khèn. Khèn không giống bất cứ đàn bà con gái nào trong bản, càng không giống Mần. Khèn không mặc quần chàm đen, không áo cánh, không đội khăn, không đeo vòng bạc. Khèn mặc quần bò, bó sát, để nổi hết thịt bắp chân, thịt mông lên. Khèn hay mặc áo ba lỗ, áo cổ rộng để khoe nửa bầu ngực ra lấp ló. Gái trong bản từ xưa tới nay thì giấu đi thật kỹ. Có con mới dám lôi ra cho nó bú. Lấy chồng có thằng nó chẳng thèm nhìn tới, bảo chỉ tổ làm mất thời gian. Nhưng giờ, lũ đàn ông lại thích nhìn của Khèn. Có phải của vợ mình đâu mà chả thích. Thế mới lạ. Chuyện Tó mê Khèn cả bản ai cũng biết. Đàn ông trong bản ít nhiều đều muốn Khèn. Lũ thanh niên mới lớn cũng thấy mê. Từ ngày có Khèn, con gái trong bản cũng phải thay đổi. Người có chồng mua quần mới, áo đẹp để giữ chồng. Con gái có đứa thêm tí phấn son để giữ người yêu, để tìm người mới. Còn Mần vẫn cứ thế, Mần bỏ ngoài tai ngoài mắt tất cả. Mần cứ coi như giữa Khèn và Mần là hai thế giới, không đụng chạm nhau, không ảnh hưởng nhau. Dù người ta cứ nói, Tó bây giờ mê Khèn hơn mê vợ. Đêm, gió nổi lên vun vút, làm mấy con gà lạc mẹ kêu chim chiếp. Con bé Diễm lên cơn sốt. Trời vẫn se lạnh, mà người nó nóng như hòn than đỏ. Tó đi chơi vẫn chưa về. Mần ngồi dậy ôm con đi lại khắp nhà. Mần đã đánh gió mấy lần bằng gừng với rượu mà con bé vẫn không hạ sốt.
Con bé khóc ngất, Mần cũng khóc, trong đôi mắt lòa nhòa vì nước. Mần cố nhìn ra cửa ngóng xem Tó đã về chưa. Con lẽ phải đưa con bé tới nhà lão Mạng, chỉ có lão mới chữa được. Bây giờ trạm y tế xã xa như thế, sợ đi đến sáng mới tới nơi mất. Nhưng lão Mạng là một lão điên, phải thấy tiền ngay lão mới chữa, không thì phải ngủ với lão 3 đêm liền nếu là đàn bà con gái. Tiền bán 2 con lợn Tó cầm đi chơi từ chiều, nếu không... Nhìn môi con bé đỏ lòe rồi xám ngắt, Mần như ngồi trên đống than. Không còn kịp nghĩ, Mần ôm con bé chạy xuống cầu thang rồi lao ra đường. Sương đêm hất vào mặt lấm tấm, không một ánh đèn, trời tối như bịt mắt người. Mần không biết bao nhiêu hòn đá đâm vào chân mình, cũng không biết bước chân mình đã rớm máu bao lần. Giờ chỉ còn cảm giác bỏng rát và ươn ướt máu giữa những kẽ ngón chân. Mần phải đi nhanh hơn, phải đi nhanh mới kịp cứu con bé. Bé Diễm bắt đầu ưỡn người lên, hai mắt nó trợn ngược. Mần gào lên kêu nó ở lại với mình. Chân Mần không thể chạy nhanh hơn được nữa, hai ống quần rách bươm vì gai cào xé, mồ hôi chảy từng dòng dọc sống lưng đến cạp quần. Qua mấy khúc cua thì tới nhà lão Mạng, nhà lão vẫn đỏ đèn. Mần ôm con bé chạy ngược lên cầu thang, miệng hét lên đến khàn cả giọng. Lão Mạng ơi, cứu, cứu! Mần chỉ biết gọi như thế. Lão Mạng đang nằm co bên cái điếu bát. Lão nhả khói thuốc ra rồi hỏi lè nhè như không có chuyện gì quan trọng. Ai làm sao mà cứu thế? Con bé nó sốt cao quá, nó co giật rồi. Lão Mạng lồm cồm bò dậy, tiến tới sát gần hai mẹ con Mần. Lão đưa tay sờ vào trán, vào chân đứa bé, nhưng mắt thì lại nhìn hau háu vào cổ, vào mặt, vào ngực mẹ nó. Bỗng lão hỏi, có tiền không? Không có, Mần đáp mà lòng như thối ra vì lo lắng. Thế thì mày phải... Lão muốn làm gì tôi cũng được, mau cứu con bé đi, nó chết mất. Mần khóc rưng rức, nước mắt lã chã lên mặt con. Để yên xem nào, đồ đàn bà lắm nước mắt. Nói rồi, lão Màng đi tới cái tủ cũ mềm, lôi ra một chai nước màu đùng đục, rót ra một chén đầy rồi bảo, cho nó uống đi. Mần làm theo, nhưng hàm con bé cứng đơ, loay hoay thế nào cũng không mở miệng nó ra được. Lão Màng lại quát, xoa vào dưới cằm nó, ngậm thuốc mà mớm cho nó. Nói xong, lão ra vườn hái một nắm lá cây tươi, rồi vò nát, bọc trong cái khăn chườm lên trán cho con bé. Mần đặt nó nằm lên cái phản, nới rộng quần áo ra cho con. Con bé thở đều dần, da thịt mát và hồng hào trở lại. Xem chừng thuốc đã có tác dụng. Người ta đồn lão Mạng giỏi thuốc, quả không sai. Lão Mạng nheo mắt nhìn con bé, biết đã cứu được nó thì lại quay sang cái điếu hút một hơi thật dài, rồi bảo, mày đi rửa mặt mũi chân tay đi. Mần giật nảy mình, lão, không lẽ lão làm thật? Thấy Mần chần chừ, lão lại giục, mày còn đợi gì nữa? Mần nhòm người dậy, bước ra ngoài. Không hiểu sao Mần lại nghe lời lão Mạng đến thế nữa. Gió ngoài nhà nổi lên từng đợt, những ngọn cây rung lên bần bật như một lũ quái vật khổng lồ. Vã nước lên mặt, Mần thấy lạnh, dù chỉ trước đó ít phút, người Mần nóng như hòn than đỏ. Dưới ánh điện lập lòe, Mần nhìn qua kẽ ván, thấy bóng lão Mạng ngồi bó gối. Đôi mắt lão sáng quắc lên, đang nhìn qua cửa đợi Mần. Mần thấy sợ,
Nỗi sợ xuất hiện kể từ ngày đầu tiên mình lấy chồng đến bây giờ. Nếu không có con bé, nếu nó không ốm, nếu tó ở nhà hôm nay, nếu không. Trong đầu mình dấy lên không biết bao nhiêu câu hỏi mà không mảy may có câu trả lời. Mình sợ hãi phải bước qua cánh cửa kia, bước qua đó không biết mình sẽ như thế nào. Mình nhớ đến Tó, bỗng mình thấy giận Tó ghê gớm. Nếu ngày hôm nay mình bước qua đó, thì vì con bé, mình không thiết cái thân này. Còn Tó, vì cái gì thì chỉ ông trời mới biết. Mình bước từng bước nặng nề quay trở lại, cái bước chân như đeo đá. Lão Màng vẫn ngồi bó gối, hướng ánh mắt như diều hâu về phía mình. Mình liếc nhìn con bé, thấy nó ngủ ngon lành, thì nín thở nhắm mắt, phó mặc tất cả, ngồi cạnh Lão Màng. Mình thấy người mình như rơi tõm xuống hố nước trên đỉnh Lê Đăng. Người ta bảo hố nước đó sâu và lạnh ghê gớm lắm. Lão Màng nhoài người về phía mình, đưa đôi tay nham nhở toàn nhựa cây, nước thuốc, xào xạo cởi cúc áo và vo vo lên ngực mình. Mình trở về khi trời đã mờ sáng, Tó vẫn để đèn đợi cửa. Mình bước lên cầu thang, định vào nhà thì thấy con dao quắm đặt ngang lối đi. Tó ngồi giữa nhà, mắt trừng trừng nhìn mình, gằn gằn giọng. Mày bế con đi đâu về? Nó bị sốt, tôi đưa đi chữa. Tó không nói gì thêm, nhưng bỗng nhớ ra điều gì, Tó rít lên. Mày đến nhà Lão Màng phải không? Không tới đó, con Diễm chết mất. Á à, mày ngủ với Lão Màng già ấy tới giờ mới mò về đây đúng không? Mình thấy cái bực tức trào ngược lên đến cổ. Mình muốn gào, muốn khóc, muốn phá tan cái kiểu nói của Tó. Nhưng mình không nói được, cũng không khóc nổi. Mà chỉ có gì đó, như cục đá khổng khộc chặn ngang họng đắng ngắt, không nuốt trôi, cũng chẳng nhổ ra được. Mình chỉ biết nhìn Tó, cái ánh nhìn khô khốc như hai con người lạ lẫm chưa từng quen biết. Không lẽ khi người ta không còn tình cảm với nhau, thường nhìn nhau như thế? Tó lảo đảo bước chân về phía hai mẹ con mình, rồi bỗng đưa tay giật phăng con bé từ tay mình. Mình cố giữ chặt đứa bé trong tay, nhưng giờ Tó như một người điên, giằng co mãi làm con bé khóc ré lên. Tó đưa chân đạp mạnh vào ngực người đàn bà héo hon vì nỗi khổ ăn mòn, làm mình ngã gục giữa nhà. Tiếng Tó quát như tiếng sấm. Mày cút ngay, mày ngủ với thằng khác thì cút. Mình từ từ bò dậy, đưa tay quệt nước mắt, rồi ngước nhìn con bé đang khóc trong tay Tó. Mình thấy trong đầu trống rỗng, hai tai ù đi. Không một âm thanh vọng lại. Không đau đớn, dù cú đạp của Tó mạnh như cái đạp của một con thú hoang. Mình quay lại, bước xuống cầu thang. Con đường phía sau nhà hướng lên trên núi mờ hơi sương, như gọi người đi. Con đường người ta đi lên đỉnh Lê Đăng, tìm thuốc cứu người. Con đường ấy, người ta cũng đi lên đó để bớt đi một người còn sống. Giờ mình cũng đang đi lên đó, bỏ lại sau lưng tiếng chửi rủa của Tó. Loại đàn bà mất dạy, cút, cút hết đi. Mình đi được một ngày vẫn chưa về. Con bé khát sữa khóc chán rồi lại ngủ, ngủ dậy nó lại khóc. Tó không chịu được tiếng khóc của nó lâu đến thế. Bà Pèn cũng đã sang với cháu, mà nó vẫn không nín. Chưa bao giờ người ta nghe tiếng khóc của đứa trẻ nào xé ruột đến thế. Mấy hôm sau, người ta bàng hoàng tìm thấy
Một cái xác ngay đầu suối Pê Ta, con suối thông với miệng hồ nước trên đỉnh Lê Đăng. Mần chết mà khuôn mặt vẫn u uất buồn. Bà bèn khóc lả đi vì thương con. Anh em họ hàng khóc thương một người đàn bà xấu số trong họ. Người trong bàn cũng rơi nước mắt thương đứa bé vừa mất mẹ. Riêng mình Tó không khóc, nhưng Tó như người chết còn thở. Tó ngồi một chỗ 3 ngày 3 đêm không nói một lời. Tó không ăn, không ngủ, chỉ nhìn lên đỉnh Lê Đăng trừng trừng ánh mắt. Phía nhà khèn đèn vẫn đỏ như mọi ngày. Người ta làm lễ đưa người chết 5 ngày. Người chết nước phải chuộc hồn mới đưa về với đất. Khi người ta đưa mần đi xa, Tó lảo đảo bám vào hiên cửa, đôi vai rung lên. Những giọt nước mắt đục ngầu ngấm tan nhanh trên khuôn mặt đen sạm. Hôm nay cả bản đưa mẩn đi, chỉ có Tó, Lão Mạng và Khèn vắng mặt. Đoàn đưa ma hướng về chân núi Lê Đăng, bỗng giật mình nhìn lên phía đỉnh núi nở rực những bông hoa đỏ như máu. Những bông hoa giống trên đá núi, đã từ lâu lắm người ta mới thấy loài hoa này nở. Lần này nó nở nhiều và rực rỡ hơn bao giờ hết. Lão Mạng đi từ trên núi xuống, sau lưng lão gùi đầy một giỏ hoa lạ. Những bông hoa nở toe toét sau lưng lão. Lão dừng chân ngồi trên mỏm đá nhìn theo đám đưa ma. Lão nhìn về phía ngôi nhà sàn có treo tang, thấy một người đàn ông cũng ngồi như lão. Người ấy ngồi như đã chết. Lão liếc nhìn những bông hoa trong giỏ rồi nghĩ: hôm nay ta gặp được cây thuốc quý, nhưng người vẫn chết. Thuốc của ta không cứu được đàn bà. Lão khẽ thở dài ngước nhìn vệt mây trắng trên trời. Trong đầu lão cũng có 2 vệt trắng như thế đang chảy dài. Nó là 2 dòng sữa, 2 dòng sữa trắng, chảy dài ướt cả vạt áo của mần, ướt cả bàn tay nhớp nhúa của lão. Đêm ấy, khi dòng sữa trắng từ ngực mần chảy ra, lão đã ngã người ra ghế như trúng gió. Lão cứ ngồi như thế, không nói một lời. Không lẽ lão sợ sữa người? Không phải. Đôi dòng sữa kia như thứ thần dược khiến lòng lão bỗng dưng trùng lại. Nó làm cái dục vọng rừng rực trong người lão mềm xuống, thay vào đó là một thứ cảm xúc dưng dưng. Hôm ấy, lần đầu tiên lão đã không ép để làm chuyện kia. Lão cho người đàn bà ấy mang con về, lúc khác mang tiền trả lão. Tó vẫn ngồi đó khi người ta đưa mần đi khuất. Tó sợ phải quay lại nhìn căn nhà. Giờ Tó đã hiểu vì sao mần luôn quay vào tường mỗi đêm. Có những thứ khi người ta biết thì đã không còn gì để quay đầu lại, chưa nói để bắt đầu lại. Gió nổi lên, sương mù đã che khuất phía nhà khèn. Một cánh hoa theo gió rớt trên vành khăn trắng trên đầu Tó. Cánh hoa đỏ rực như màu của máu. Chuyện ngắn Một cuộc tình. Tòa biệt thự Hạn Liên tọa lạc bên bờ sông Sài Gòn, chênh chếch hướng đông nam phía hạ lưu sông. Thêm một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng, những thợ học việc phân chia các công việc có trật tự và mỗi người tất bật với vai trò của mình. Cuộc sống trở nên buồn tẻ, thế nhưng tôi vẫn chưa tìm được một chốn nương thân tốt hơn.
Như thường lệ, San vào bếp đốt một điếu thuốc và mỉm cười. Y nhìn đám thợ như nhìn những con rối. Tôi đọc lại bức thư vừa nhặt được dưới bậc thềm. Một bức hận tình thư, lời lẽ xót xa, bất lực của một người có học. Nét chữ con gái mảnh và nghiêng. Cứ theo thuật đoán người qua chữ, thì cô gái có vẻ yếu đuối và lệ thuộc kẻ khác. Ấy là chưa nói nàng có phần nhẹ dạ và dễ bị lợi dụng. Điều này thể hiện rõ qua nội dung ngắn ngủi của bức thư, không ghi tên người nhận lẫn ký tên tác giả. Người viết chỉ gọi anh, xưng em. Tôi đã đọc đâu đó một đoạn văn đại ý rằng không điều gì cụ thể hơn nỗi đau mà một người ta hằng yêu thương lại gây ra cho ta. Có người phải mất nhiều năm mới nguôi ngoai những niềm đau và mất cả đời người mới quên đi kẻ đem đến khổ đau cho họ. Nỗi đau của cô gái không biết sẽ còn kéo dài bao lâu. Riêng bản thân tôi, một khi biết đến vô tình, đã ít nhiều lụy cảm. Tôi không biết người con gái ấy thế nào. Tôi cố hình dung ra nàng, nhưng rồi thất bại. Khi tôi chìa bức thư cho mấy cô bé học việc chưa mảnh tình vắt vai xem, và cùng các cô đoán non đoán già ai là tác giả. Cuối cùng cũng như tôi, các cô kết luận, người yêu của San. Tôi bắt đầu tò mò về San. Lâu nay tôi sống trong nhà San, nhưng chưa bao giờ chúng tôi trao đổi với nhau, dù chỉ là một tiếng chào. Từ lúc biết San là em nghệ nhân Ái Liên, tôi luôn tránh mặt người đàn ông đó. Tôi vốn không quen tọc mạch vào các mối quan hệ xã hội của người khác, nhất là với gia đình bản Liên. Hơn nữa, tôi không ưa nổi ai trong số những người em của bản Liên. Hễ có việc gì là họ luôn nói với chúng tôi bằng một giọng hách dịch, mệnh lệnh, cay nghiệt như nói với những con ở, dù San không giống mấy những người khác trong nhà này. San có vẻ giản dị, dễ gần và chẳng bao giờ ra vẻ chủ nhân của tòa biệt thự như đa số người trong gia đình họ. Mà sự thực thì đây là nhà của anh rể y, một đại gia trong giới địa ốc. Còn San chỉ giống dân lao động phổ thông, chắc chắn y không có tên trong số những người được hưởng thừa kế của anh rể. Không hiểu sao tôi vẫn cho rằng San là một con người thiển cận. Chắc điều này phát sinh từ mối định kiến với Ngọ, chị gái của San, một phụ nữ cay độc, nanh nọc, thô thiển lại hợm hĩnh. Có một thời tôi tưởng mình không bao giờ rơi vào những kẻ như họ hoặc chỉ giao du với những người khác họ về mọi phương diện. Người yêu San lại khác, bức thư mà tôi tình cờ nhặt được và đọc đến thuộc lòng. Sau này tôi biết đúng là của người yêu San, đã nói lên rất nhiều về nàng. Một phụ nữ như thế lại yêu tha thiết San vậy sao? Thật buồn cười, nhưng tôi lại bị ám ảnh về mối tình đó. Họ yêu nhau 5 năm, chứ có ít ỏi gì đâu. Và một ngày San phỉ phui, để cho tôi yên. Cô gái tội nghiệp chỉ hỏi thêm một câu tuyệt vọng. Bấy nhiêu đó đủ rồi phải không anh? San phản ứng thế nào khi nhận được thư nàng? Trí tưởng tượng của tôi lại làm việc. Tôi thấy rõ San chạy đến chỗ nàng. Có lẽ bức thư của nàng cho San thấy nàng là một con người sâu sắc và không dễ tìm trong thời buổi này. Nhưng quá muộn rồi. Nàng không đón San với nụ cười hạnh phúc như ngày trước. Nàng bước ra, không buồn nhìn San và khép mạnh cánh cửa sắt. Tiếng rít ghê rợn như báo hiệu cuộc tình đã cáo chung. San đứng thật lâu, không thể nào tin nổi một người con gái yêu mình đến nô lệ lại dám hành xử như vậy. San không bao giờ hiểu được nàng đau đớn thế nào khi phải làm một việc trái với con tim. San thì bất lực quay về, mọi thứ chẳng còn gì để nói thêm,
ngoại trừ bản thân San. Từ đêm ấy về sau, mặt y lúc nào cũng đanh sắn, trừ những lúc y nhớ đến nàng, trong mắt y hun hút một niềm tuyệt vọng. Tôi không phủ nhận là mình thêu dệt những tình tiết này, dù sao nó cũng hợp lý. Tôi không bao giờ yêu được ai. Với tôi, tình yêu là một quà tặng vô giá mà hóa công ban cho loài người. Nhưng không phải ai cũng có được ân sủng thọ nhận. Tôi nghèo nàn, trắng tay giữa cuộc đời. Chính vì thế, mỗi khi nghe ai đó nói chuyện tình yêu, tôi kết luận. Với mình nó thật xa xỉ. Tôi không có tình yêu để ban phát và cũng không ai mang đến cho tôi tình yêu. Tôi là một kẻ cô đơn không nhu cầu và chưa bao giờ nhọc sức cho những điều không giống ai của mình. Tôi chú ý đến San ban đầu cũng chỉ vì kẻ khắc khổ không thích hợp với một kẻ con nhà như y, nhưng lại rất hợp với hậu quả tình yêu mà y là người có lỗi. Cô gái kia có lẽ đang phân vân có nên nhận lời cầu hôn của một người đàn ông đã nhiều năm đeo đuổi nàng. Không bao giờ nàng tha thứ cho San, nhưng nàng vẫn còn yêu San nhiều lắm. Yêu hơn những ngày họ còn là của nhau, bởi mối tình của nàng giờ đây phải tồn tại dưới một trạng thái khác, đau thương hơn. Tôi bắt đầu nhập cuộc chơi, tôi phác họa hình ảnh cô gái. Nàng đấu tranh với chính mình đến rời rã trí năng mới không gọi điện thoại cho San. Tôi thì không cần một chút cố gắng của nàng, có điều phải mất tiền cho những cú điện thoại trời ơi đất hỡi. Nhưng đây là một trò vô hại. Đầu tiên tôi nói bằng một giọng thiếu nữ Hà Nội với San rằng có người yêu San nhiều lắm, San biết không? San đã ngờ vực, nhưng tôi mặc xác y. Nàng trong tôi phải là con gái Hà Nội. Còn như nàng quê Nha Trang hay gốc Sài Gòn thì đó là việc tôi không tính đến. Khi San hỏi ai gọi điện, tôi mới thấy là mình nhầm. Tất nhiên nàng gọi thật thì San nhận ra giọng nàng ngay. Còn tôi chẳng dại gì để San biết là tôi gọi điện thoại. Có điều San cúp máy một cách tàn nhẫn làm tôi bẽ bàng. Lần đầu tiên tôi có cái kinh nghiệm, dù là đóng kịch, của một phụ nữ gọi cho người mình hết lòng yêu nhưng lại không được tiếp chuyện. Tôi ghét San hơn bao giờ hết và vạch một kế hoạch bài bản hơn. Tiếc là tôi đã không thực hiện được kế hoạch kia. San thỉnh thoảng ném về phía tôi ánh mắt nửa bạn bè, nửa chủ tớ mỗi khi đi ngang chỗ tôi ngồi. Tôi thường phớt lờ cái nhìn ấy, chỉ một lần phải che mặt vì San nhìn hơi lâu. San ngạc nhiên và chợt cười. Đồ trẻ con, tôi thầm cáu. Y bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chắc chắn San nhiều tuổi hơn tôi. Nhưng vì không thích gọi San là anh, tôi gọi y bằng cậu. Cũng nói thêm, mấy cô bé học việc vẫn kêu y bằng cậu để thể hiện sự tôn kính, bởi chúng coi nghệ nhân Ái Liên như mẹ mà San là em của bà. Rõ ràng San không thích gọi y theo kiểu đó. Có lẽ y thấy mình quá già khi bị tôi kêu như vậy. Tôi khác, chỉ gọi đàn ông bằng cậu khi cho rằng họ trẻ dại hơn mình. Tôi vẫn thường thức đến 12 giờ đêm để làm tranh. Cũng vì thế mà tôi là người mở cổng cho San mỗi khi y về muộn. Một bữa tôi bảo y, lần sau nhớ nhắc người yêu để cho anh được về sớm hơn, và y xa sầm nét mặt. Tôi thoáng chạnh lòng và hơi tự hỏi, y làm gì mà đêm nào cũng về muộn, thậm chí có đêm mãi đến 3 giờ khuya mới về. Mọi thứ dưới tòa biệt thự Hàn Liên không yên ổn như tôi nghĩ, ngược lại là đằng khác. Thái độ hơn thua, những lời quát tháo, chửi mắng phủ mặt kẻ ăn người làm của hai chị em bản Liên khiến nhiều người bất bình. Chính vì thế, mấy cô bé đến làm tranh lần lượt bỏ đi. Và bản thân tôi
Cũng không ngờ một ngày vội thu dọn, cuốn gói đúng bài bản, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhưng đó là chuyện của những tháng ngày sau này. Còn vào thuở ban đầu, mọi việc có vẻ dễ chịu. Tôi không rõ thói quen đợi chờ San đến với mình vào lúc nào. Có lẽ xuất phát từ ý nghĩ hay nhìn thẳng vào mặt y, tỏ ra mình chẳng thấy gì hết. Y chẳng là cái gì hết, sau một vài lần y nhắc tôi điều này, điều nọ, nhưng tôi cố tình không nghe. Vậy nhưng tôi đã vô lý rất nhiều trong những định kiến về San. Bởi thường tôi thấy y hết sức dễ thương trong mọi ứng xử và có lẽ là người được cưng nhất nhà. Một lần tôi ngồi trên ghế đá cạnh hồ bơi, nơi San thường dừng xe và thấm thía cảm giác chờ đợi đơn phương mà mình chưa trải nghiệm trong đời. Tự hỏi về những người phụ nữ mà San đã yêu. San chia tay mối tình đầu từ bao giờ? Những người con gái đã gieo vào lòng San tình cảm yêu thương, giờ đã thuộc về thì quá khứ. Tôi không cùng họ trên dòng sông quá khứ ấy. Tôi thuộc một dòng chảy khác và cập bến khác, liên đới với những số phận khác và không in bóng vào kỷ niệm của họ. Dòng sông thời gian vô thủy vô chung, bao chứa tất cả đời sống của San, trong đó có những cuộc tình. Chắc không ít cô yêu San vì nghĩ San là một ông nhà giàu chưa vợ. Không phải ngẫu nhiên mà các cô bé học nghề vẫn thường mơ thấy mình súng xính trong áo cưới dành cho cô dâu mà chú rể là San. Hiếm có cô gái trẻ nào biết y là em nghệ nhân Ái Liên mà không mơ tưởng. Tòa biệt thự nguy nga hẳn có sự hấp dẫn, nhưng để trở thành chủ nhân của nó, theo thiện ý của tôi, ngay những người em ruột của bà Liên còn không dám mơ. Tuy vậy, họ vẫn chứng tỏ với những kẻ đến làm việc như tôi, họ là gia chủ. Tôi thì đã thấm thía thế thái nhân tình, đặc biệt về quyền sở hữu, chiếm đoạt tài sản, của ai ra người nấy, sòng phẳng, lạnh lùng. Buồn cười là đôi khi, San có những cử chỉ để tôi hiểu, cần gì cũng mất tiền. Chẳng lẽ San không có tiền để sợ tiêu phí? Tôi thì chẳng biết tiền là gì. Vậy nên tôi luôn thất bại, âu cũng sự thường. Dù sao tôi vẫn mong San về sớm sau một ngày y nai lưng làm việc ở đâu đó. San có thể đinh ninh tôi mến yêu San, cho rằng mình có một sức thu hút và dễ làm nảy sinh trong tôi những tình cảm sâu xa và vốn nông nỗi như mọi phụ nữ. Tôi không đủ sức vượt lên tình cảm chính mình. Cũng đôi lúc San cho tôi ấn tượng San đang nghĩ là tôi ghét San. Nhưng tôi chẳng có lý do gì ghét San được. Tôi thấy buồn cười, nhưng nghĩ lại thân phận học việc nên không thể đi xa hơn. Đúng là tôi đến nhà San học việc. Tôi chỉ là một đứa mê làm thơ đúng nghĩa, mà như thiên hạ thường than thở, cơm áo không đùa với khách thơ. Tôi đã làm khá nhiều thơ và ngộ ra rằng càng làm thơ thì càng đói. Tôi lại luôn chán những việc khác và để món nợ bút nghiên dây dưa mãi đến giờ. Trong nhà San ai cũng coi những người học việc như tôi tớ. Ngay cả nghệ nhân Ái Liên vẫn làm tôi rờn rợn bởi quyền biến và đa nghi. Có lần bà hỏi tôi sợ bà không? Tôi chưa biết sợ bà, nhưng chẳng lẽ trả lời còn nhiều thứ làm tôi sợ hơn, nên mới cầu cạnh bà như vậy. Ở đây, tôi không nói đến thứ nghề tranh khắc đá, tranh cát, tranh gỗ mộc đem đến niềm tự hào cho bà, hoặc khía cạnh khác vừa phù phiếm, vừa dễ chơi nhưng khó nuốt. Thậm chí nhiều người khác chứ không riêng gì bà Liên, cứ khoác lên mình những giá trị giả và hãnh diện về sự giàu có để tôn vinh thêm những thứ không thật kia. Với một bộ hồ sơ, giấy tạm trú, đơn xin việc, thì San vẫn không biết gì về tôi ngoài một cái tên, và chẳng ai kể cả tôi cần biết y nhiều hơn thế. Vậy nhưng đôi khi, chạm ánh mắt nửa như thăm hỏi, nửa như ưu ái,
Tôi chợt nghe trào dâng một niềm xúc động mãnh liệt tận đáy lòng. Người đầu tiên đọc ra những chuyển biến trong nội tâm tôi là Huy. Chúng tôi chơi thân với nhau nhiều năm nay và vô hình chung trong tâm lý hình thành ý thức sở hữu nhau. Tôi không bao giờ muốn Huy yêu một phụ nữ khác và ngược lại. Huy cũng thế. Mặc dù hiện tại chúng tôi chỉ là anh em bạn bè. Vào những chiều chủ nhật, chúng tôi thường hẹn nhau đi ngồi quán. Huy tỏ vẻ xót thương khi buộc tôi phải đối diện với một thực tế phũ phàng là chúng tôi quá đơn độc trong thế giới chữ nghĩa và nghèo. Đó là những thứ chẳng cần thiết với bất kỳ ai trong thời buổi này. Lại nữa, San là mẫu người thuộc số đông, thích lớn giọng, ồn ào hơn thua. Huy bảo, liệu tôi có thể chịu nổi thái độ cao có, cáu kỉnh của San ở mọi nơi, mọi lúc không? Vì lẽ những người như San chẳng dễ mà dịu giọng với những kẻ thấp bé. Rồi châm chọc, em đẹp nhất trần gian, bớt hài hước, ngông nghênh, may ra làm siêu lòng người đó. Tôi nói với Huy, anh cho tôi một tòa biệt thự thì sẽ làm tôi siêu lòng. Chúng tôi quá rõ về nhau nên chẳng chất chứa nổi bóng hình của nhau trong con tim, vốn chỉ biết đau một cách tù mù về sự vô thường, cháo trở của cuộc sống. Rồi Huy báo tin anh chuẩn bị cưới vợ. Anh sẽ lấy lại toàn bộ số tiền hứa mà anh bảo cho tôi để mở một phòng tranh. Anh dùng đủ lý lẽ để phân bua rằng vợ anh cần nó hơn tôi. Cảm thấy ngán ngẩm bởi những lời thanh minh của Huy, bởi chính tôi cũng không biết vợ Huy sẽ nhận được tiền của Huy hay chỉ nhận được những lời hứa. Chơi thân với nhau nhiều năm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy Huy có tiền. Anh ta chỉ thích cãi nhau trên tất cả các diễn đàn hơn là tìm một công việc gì đó để làm kiếm tiền. Những khi trong túi sạch nhẵn, anh thường hỏi bạn bè vay, nếu có người bạn nào từ chối, Huy nghỉ chơi với họ liền. Dù sao, đó cũng là một người tốt. Đôi ba lần Huy giúp đỡ tôi, nhưng đều làm tôi ưa thích tính cách Huy là chưa bao giờ anh ta làm người khác buồn. Thậm chí, anh có lấy lại toàn bộ những thứ anh hứa cho, thì cũng không ai giận anh. Vì điều anh nói để gây cười hơn là lật lọng. Cái ngày mà Huy nói quá bận rộn chuyện cưới vợ, tôi dự định sẽ bỏ việc. Tôi không có ai để làm cuộc chia tay đúng nghĩa. Tôi mời San đi uống cà phê để nói vài lời từ biệt. San từ chối. Tôi thấy lòng trống rỗng. San đâu phải Huy để bất kỳ lúc nào cũng chiều theo những ý muốn ngẫu hứng của tôi. Thế nhưng tôi đã ăn ở trong nhà San một thời gian đủ lâu để khi sắp ra đi mới thấy y và mọi người trở thành thân thiết. Nghệ nhân Ái Liên ngờ vực. Tôi biết bà Đinh Ninh tôi muốn đến làm ở một phòng tranh khác, mang theo những bí quyết nhà nghề và bí mật kinh doanh bán cho người ta. Đấy là chuyện thường xảy ra ở nhà bà. Các cô bé học việc thích đến làm ở một phòng tranh khác hơn là làm thuê cho bà, dù trên thực tế bà là thầy của tụi nó. Thường trước mỗi trường hợp như thế, bà liên bảo các cô bé là đồ phản thời và không cần biết đến chúng nó nữa. Cũng có những học viên đến học nghề để mở công ty, và khi các học viên nửa vời, ăn xổi ở thì không làm nên tài năng cho họ. Lúc ấy họ tung tiền ra chiêu dụ những người thợ đang bất mãn với bản liên bởi nhiều lý do, nhất là chuyện tiền lương bèo bọt. Cũng có người không muốn làm cho nghệ nhân Ái Liên bởi miệng lưỡi cay độc của bà, nhất là cái cách ép thợ làm cho người ta thấy tổn thương, đau đớn và bị xúc phạm. Tôi cũng là một trong số ấy, nhưng tôi không định làm cho những phòng tranh khác như đa số thợ ở đây. Tôi buồn, nhất là khi hiểu ra ngày nào không gặp San, ngày đó tôi thấy nhớ nhung San đến nao lòng. Chỉ gặp cái nhìn thoáng qua của San, trong tôi tràn ngập niềm vui. Thực tế thì những chuyện quen biết rồi xa cách
để nhung nhớ vẩn vơ, mơ hồ tôi đã trải qua, nhưng chẳng bóng hình nào đọng lâu trong tâm khảm. Cũng đã từ rất lâu, tôi sợ được yêu hơn sợ bị ruồng bỏ, sợ cả những tai họa mà kẻ mình từng yêu gây ra cho mình. Huy thường giễu cợt cái kiểu tôi thích yêu trong mơ hơn là trải nghiệm thực tế, dù tôi đã ngoài 30 tuổi. Ước mơ bao giờ cũng đẹp, San có mặt nhiều hơn trong những giấc mơ của tôi. Người yêu của San không còn là mối bận tâm của tôi nữa. Riêng San, khi biết tôi bỏ việc, vẫn giữ một thái độ để tôi hiểu mình với San không là gì với nhau hết. San không ghét, không thương gì tôi hết. Tôi tìm cách tiếp cận San, nhưng ngay từ đầu tôi thấy Huy có lý. Người như San, có tiền thì làm chủ, không tiền đi làm thuê. Nhưng phụ nữ như tôi không hề tồn tại trong tình cảm của họ. Một đêm trở về phòng trọ chật hẹp, khi leo lên cầu thang, do sơ ý tôi bị sẩy chân ngã nhào. Trước đó, tôi đã bị một cơn đau đầu khủng khiếp và chóng mặt đến không làm chủ nổi mình. Có ai đó dìu tôi lên xe cấp cứu. Tôi loáng thoáng thấy hình ảnh của những người thân đã quá cố đang đi đến bên mình. Họ cúi nhìn, có người vẫy gọi tôi. Bằng cách nào đó, tôi đã nhớ đến và gọi điện thoại cho San, mà sau này chính tôi cũng không hiểu nổi. Không phải tôi cầu cứu, càng không phải tìm mối cảm thông. Đơn giản là tôi muốn vĩnh biệt người tôi thương yêu vào giây phút này. Vừa nghe tôi xưng tên trong điện thoại, San gay gắt. Mệt quá, đừng gọi điện nữa. Tôi cũng sắp chết đây. Và cúp máy. Mất một tuần nằm trên giường cấp cứu, cơn tai biến mới qua đi. Khi trở lại với công việc bình thường, tôi có quá nhiều chuyện để lo, nên chẳng còn rảnh rỗi để bận tâm về San như trước. Tình cờ một buổi sáng tôi gặp lại San trong một lễ hội. Anh ta đang có chuyến du lịch ngang qua vùng tôi đang sống. Chúng tôi không nói gì với nhau. Tôi đã kịp nhận ra một thực tế rằng, sau cơn đau, không phải tôi mà chính mối tình đơn phương, phù du của tôi đã về bên kia thế giới.